cao xoa bóp thảo dược 8S. Hotline 1900 888 663. Dạ, xin chào bà con cô bác. Hôm nay là ngày 10 tháng 1. Nhưng mà hiện tại tại công ty của 8 Sang vẫn có rất là nhiều bà con tới massage. Đây là anh Phi đang massage cho cô. Cô này bị sao vậy anh Phi? Cô này hả? Cô bị sao cô? Cô? Tay biến à? Cô bị tay chân thì sao? Bị tay biến. Không, tay chân cô bị sao? Cô nó có làm sao nói vậy? Bị co rút. À, co rút. Cô bị mấy năm rồi? 8 năm. Cô bị 8 năm rồi. Bằng chỉ thôi, kêu bằng cô già. Nó có 45 tuổi, kêu bằng cô rồi. À, kêu bằng chỉ ha. Ok chị. Chị đi mấy lần rồi chị? Lần thứ hai. Rồi, lần thứ hai chị thấy bên cái cao xoa bóp của bên em sao chị? À, thấy nó đỡ hơn. Đỡ nhiều không? Đỡ khoảng được bao nhiêu phần trăm? Nói chung cái tay, cái chân nó thì chưa cũng đỡ nhưng mà chưa có cảm nhận được bao nhiêu. Nhưng mà nếu mà cái cổ mà qua nó là nó rất là nhẹ. Nó nhẹ giống như là nó hết luôn hổng rồi, nó giống như cái tháng mà nó nặng lắm. Giống như nó nặng cái cổ, nặng cái đầu của mình. Nó không có cảm giác mà nặng với mệt mỏi. Này gần cuối năm rồi cả nhà, bà con sắp nghỉ Tết rồi, bà con cũng lại đây đông lắm, từ sáng cho tới chiều và lúc nào cũng thì vậy nè. Đó. Rồi qua bên hành trình á, hành trình cô đó cũng đây là hành trình đó mọi người. Cô này bị làm sao vậy? Cô là bị dịch đút gối, gan người dạng tinh mạch nữa, rồi đau vai gái đó. Bữa nay cô lại lần thứ hai rồi. Cô thấy đỡ nhiều. Cô thấy đỡ nhiều chưa? Đúng rồi, cô thấy đỡ nhiều lắm. Bữa cái tay cô là nó đau dữ lắm, rồi cái cổ là đỡ rất là nhiều luôn. Hôm qua là về là nó khỏe luôn, cái bữa cái cổ quay qua quay lại cũng được. Sắp Tết rồi, cô chắc sang năm cô tới nhiều hơn. Đúng rồi, cô tính là đến sang năm rồi cô sẽ đi một tuần mấy ngày vậy đó. Cô sắp xếp tại cô còn đi làm á, cho nên cô sắp xếp thời gian hợp lý rồi cô qua cô làm. Đây, về chân của cô này. Đó, nhà thấy không? À, cái chân dịch cũng gối nó làm cho cái chân mình sưng lên. Đó, chỉ cần đè vậy thôi là cô đau. Đau. Rất là đau. Qua nó sưng dữ. Vô đây để hỗ trợ cho bà con cắt massage tại nhiệm cao xoa bóp sản phẩm sư phụ. À, cho bà con tại nhiệm bữa nay thì bà con thấy giảm đau rất là nhiều. Nên là do không nói nữa, tại vì bây giờ bà con cảm nhận và biết là nay thì giảm đau rất là nhiều. Giờ sáng sớm là như cô là 7 giờ là có mặt ở đây rồi để mà hút số, để mà vô làm, để đi làm. Đó là niềm vui của anh em tài xế của con. Chú con để mà giúp cho bà con giảm được cơn đau. Đó, giống như cô đây. Đó, thì dù nhiều quyền thế mà cố gắng sức có thể để mà giúp hỗ trợ cho bà con như thế nào. Hiện tại là mới sáng sớm nhưng mà tại công ty đám sang rất là đông nha. Hello anh Trình. Anh Trình đâu? À dạ. Trời đất. Hello anh Thành. Ôi, là tôi phải nhìn ra anh Trình luôn quý vị. Quý vị thấy chuyện nổi không? Vậy là anh phải cảm ơn Đạt, tại vì Đạt thấy anh trẻ hơn anh Trình. Mọi khi là thấy như vậy là biết anh hận, nhưng mà các bạn hay lầm lẫn nhà bên nhau quá, bao chia với nhau quá, thấy không cô ha? Giờ bây giờ đó, bữa nay nè, gan trước nè, bây giờ nè đang quay lên cho cả thế giới được biết giờ đó chết. Bây giờ cô có thể chia sẻ là người thật việc thật à? Biết nói về bây giờ con hỏi là cô nè, bây giờ con tới đây mấy lần rồi? Bốn lần. Bốn lần.
cô bớt con soi cho cô á, cô thấy nó có đỡ được phần trăm nào không? Đỡ nhiều. Đỡ nhiều hả? Nó thì đó vậy thôi chứ con đâu có kêu cô nói gì nhiều. Có sao cô nói vậy à? Đúng không? Mình người đặc biệt là có sao cứ nói vậy. Con đâu kêu cô nó giống nó lão rồi. Cô là bị làm sao vậy? Cô thì nói chung thì nhất. Đau nhất vai gái, vai. Nói chung người lớn tuổi bây giờ là hết 90-95% rồi, và dính vô cái vấn đề mà đau nhất xương khớp vai gái. Cô năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 69 tuổi. Dạ. 69 tuổi còn đẹp lung linh luôn. Cô này là quý vị khán giả có xem lúc đầu á là biết nè, đi tới hai người kè hai bên, đi kè hai bên đó, mà giờ đi phà phà rồi, nay đi phà phà ha, nay đi chạy lắc mông các coi, lắc mông biết nó ẻo ẻo vậy. Thấy... không, bữa nay đi hiên ngang rồi đi, không sợ ai nữa chứ. Dục cây luôn, khỏi cần ai giỡn luôn. Bữa nay đi mua cà phê cho tụi con uống luôn. Ngon lành chưa? Đi lên xách cà phê, bữa hổm xách cây, bữa nay không có xách cây, nó xách cà phê cho ngồi dưỡng cho anh em tội nghiệp nó. Nó ra trước nó làm cho mình vậy đó. Ủa? Làm gì chữ? Chết là mất hồn liệu. Chết hồn liệu hả? Trời đất, thánh thần thiên đồng hồ. Làm gì hết hồn? Đang dòm ngoài đó. À, đang dòm. Ngoài đó có gì đâu dòm. Đây cũng là, đây là cũng là vị khách thân thiết của Hận nè quý vị. Tới đây. À, thấy đẹp không? Cô đẹp. Trời ơi, già đẹp. Già đẹp lão. Già đẹp đúng không? Nay ngon lành vô chương trạng sao cũng nói mà sao giờ bữa nay mấy người ta với cái lưng nó hơi không có lại cần cho nó lạnh. Bữa thì bữa tới đầu, bữa đầu tiên tới đây đi với ai? Đi với cái bà bạn. Bây giờ bà bạn đâu rồi? Bạn ba nhà mới điện này. Bà bỏ rồi, bà chơi bà bỏ rồi. Bỏ rồi. Này cô thấy nó có đỡ hơn hoặc nào không? Đỡ nhiều rồi, thông cảm nha, có tới nữa, qua Tết nha con làm, biết rồi, bữa nay rồi qua Tết nữa, có năm mới vui vẻ nha. Rồi, cảm ơn các cô. Rồi, những lời chia sẻ của bà con, của bác khi mà tới sử dụng cái chai sản phẩm cao cho bớt đó quý vị. Thì đây là toàn là người thật không ạ, mà khi buôn, khi bán, tất cả ai cũng nói đương nhiên là phải giới thiệu quảng cáo hàng của mình đẹp, ngon, tốt, sản phẩm mình good, nhưng mà thực sự đây là bà con là người thực sự là nhận một lần nữa trước thềm năm mới, năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, nhận chúc cho tất cả quý vị khán giả cũng như là quý vị mạnh thường quân đã luôn yêu thương hội liên hiệp PDS cũng như công ty tắm sang PDS năm mới luôn luôn lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Tôi xin chân thành cảm ơn. Dạ, khoan, nếu yêu thương anh em hội tình nguyện BDS cũng như bà con nghèo, quý vị hãy ủng hộ sản phẩm cao sơ bóp. Thì cái đó là cũng một cách gián tiếp hỗ trợ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Trong cái mùa Tết này, bên hội tình nguyện BDS có nhiều cái gói an sinh cho họ gì Tết vì người nghèo cho bà con ở Tây Ninh, thì Cần Thơ, nói chung là thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Thì cái đó là cả nhà mình cũng là gián tiếp hỗ trợ cho hoàn cảnh cho cả nhà. Thì một lần nữa Hận xin cảm ơn những yêu thương, đăng ký kênh và chia sẻ. Chúc tất cả năm mới thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.